Xin chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9 tháng 8, VN Index đóng cửa ở mức giá 1258.85, tăng 2 điểm tương ứng với 0.17%. Đấy, một cái biên độ tăng rất là ít. Bản chất thì ở các dòng cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay nó không có những biến động gì quá lớn. Và cái điểm cần đặc biệt lưu ý của phiên nay á, đó là cái nhịp rung lắc ở phiên chiều. Đó, vậy thì ở cái nhịp này nè, nó cho chúng ta cái tín hiệu gì? Liệu nó có phải là một cái phiên vận động rũ bỏ bình thường hay không? Hay là bên trong nó mê nhiều ý nghĩa sâu xa khác? Chẳng hạn nó như là một cái tín hiệu để cảnh báo chúng ta về nhịp điều chỉnh của thị trường ở cái giai đoạn tiếp theo đi chẳng hạn. Đấy, vì vậy là trong video ngày hôm nay em sẽ đi phân tích cụ thể cái yếu tố này để mà anh chị mình có những cái sự chuẩn bị cũng như là có một cái nhìn nó khách quan nhất về thị trường ở thời điểm hiện tại. Kèm theo đó là chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược hành động sao cho phù hợp nhất trong cái giai đoạn mà thị trường đang khá là 50-50 như thế này. Đó, dạ rồi thì trước khi đi vào buổi video phân tích ngày hôm nay, cũng xin chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Châu Phạm Stock. Trước khi bắt đầu buổi video phân tích thì anh chị mình cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là anh chị nhấn nút đăng ký kênh nha, để em có động lực ra thêm nhiều video nữa cùng đồng hành với anh chị mình. Nếu những anh chị nào muốn em tư vấn về cái cổ phiếu hoặc là cần xử lý danh mục á, thì anh chị có thể bình luận trực tiếp phía dưới video này. Còn những anh chị muốn nhận cái kiến nghị ngay tại phiên giao dịch, kiến nghị về nhận định thị trường, kiến nghị về mua bán cổ phiếu, thì anh chị có thể tham gia room cộng đồng ha. Đó, bằng cách là anh chị quét cái mã QR bên góc phía màn hình bên trái giùm em. Dạ rồi, thì ở video cuối tuần em có đề cập về cái xu hướng, cái kịch bản của thị trường là nó cần phải có những cái biên độ tạo đà, đúng không? Tích lũy, mà cái biên đó là 1240 đến 1260 để mà nó có thể vượt cái mốc kháng cự cũng như là chinh phục cái vùng 1300. Và đến thời điểm hiện tại thì VN nó vẫn đang dao động trong một cái biên cho phép. Tuy nhiên thì trải qua hai phiên ngày hôm qua và phiên hôm nay thì em nhận thấy một cái điều là lực bán của thị trường bắt đầu mạnh dần qua từng phiên. Anh chị mình thấy là trong phiên, ví dụ phiên sáng hoặc là phiên chiều đi, thì có áp lực rung lắc nhất định. Tuy nhiên thì gần về cuối phiên, đúng không, thì bắt đầu VN của chúng ta có những cái yếu tố rút chân và xanh điểm trở lại. Đấy, mà cụ thể ở cái phiên dịch ngày hôm nay thì anh chị mình thấy là đầu giờ chiều ha, 13 giờ. Em sẽ bật cái chart 15 phút để anh chị mình có thể dễ hình dung hơn. Thì anh chị mình thấy nè, từ lúc mở phiên chiều là cái áp lực bán bắt đầu tuôn ra, đúng không? Khối lượng rất lớn, cho thấy lượng cung chốt lại rất nhiều. Và đỉnh điểm là ở lúc 14 giờ, tức là 2 giờ chiều, thì cái áp lực bán nó mạnh dần. Đó. Nhưng mà đồng thời đó là cũng có cái lực cầu vào nè anh chị. Thì thành ra là cái thanh ba lúc 2 giờ chiều nó hình thành một cái thanh ba rút chân lên nè. Đấy, thì ở cái phiên dịch ngày hôm nay em đánh giá là đã có một cái lượng cung nhà đầu tư họ chốt lại rồi. Đó, một cái lượng cung bị bán ra rồi của những nhà đầu tư chúng ta tham gia ở vùng phía dưới này nè, mà cầm lên tới đây chưa chốt. Thì ở phiên chiều nay rung lắc là sẽ có những cái xu hướng bán ra. Tâm lý là như vậy, bởi vì là anh chị mình á, thường là lỗ thì chúng ta nắm ghê lắm, gọi là gồng lỗ ghê lắm, nhưng mà lãi chút là sợ mất lãi là bán ra liền à. Đấy, thì thành ra cái áp lực cung nó xuất phát từ cái yếu tố như thế. Còn cái lực cầu á, nó sẽ đến từ phía những nhà đầu tư mà hiện tại là chưa có hàng, hoặc là đã có hàng và bán ra ở những cái nhịp VN nó tăng rồi và đang chờ cho một cái nhịp rung lắc của thị trường mà chúng ta bắt đầu tiếp tục là giải ngân. Chúng ta gọi là mua hàng ở cái vùng giá thấp á, chờ những cái nhịp rung lắc của thị trường, đúng không? Bởi vì anh chị mình thấy là ở các phiên gần đây VN luôn có cái trạng thái là rung lắc trong phiên, nhưng mà cuối phiên nó lại được rút chân lên, thì thành ra là nó tạo cho cái tâm lý nhà đầu tư là mua đỏ và bán xanh. Đó, thì anh chị mình lưu ý là chúng ta sẽ không có quá say máu vào trong cái giai đoạn này mà chúng ta cứ mua và bán liên tục, anh chị mình lưu ý ha. Thì em đánh giá là đối với cái lực cầu tương đối tiềm năng ở giai đoạn hiện tại thì cái vấn đề điều chỉnh của thị trường, điều chỉnh mạnh á, nó sẽ khó tương đối xảy ra. Ví dụ như đâu đó điều chỉnh khoảng giảm 30-40 điểm á, thì sẽ khó, anh chị mình lưu ý ha. Tuy nhiên nó vẫn sẽ dao động trong một cái biên này, và khả năng thì nó sẽ có những cái nhịp gọi là kéo rướng, lắp ghép thành công hay không thì mình không biết.
Nhưng mà ở cái nhịp mà tăng rướng như thế này nè anh chị, ví dụ như ngày mai ngày mốt đi, nó xuất hiện một những cái nhịp mà nó kéo rướng như thế này, thì ở cái phiên này anh chị mình tuyệt đối không mua nha, mà thay vào đó là chúng ta nên canh bán thì tốt hơn đấy, chứ tuyệt đối không mua ở những cái phiên mà vừa đi kéo rướng nha. Nó có thể gọi là một cái phiên gọi là bẫy tăng giá. Anh chị mình lưu ý, nếu mà nó tăng rướng như thế này, các cổ phiếu nó đã về những cái vùng quá mua rồi, thì thành ra nó cần phải có yếu tố tích lũy lại. Chứ mà nó cứ duy trì cái đà tăng á, thì cái việc đó nó sẽ không có bền. Đó, thì thành ra trường hợp mà nó kéo tăng rướng, thì đối với những anh chị nào mà chúng ta không biết á, thì nó sẽ đánh vào cái tâm lý FOMO của nhà đầu tư, đúng không? Đó, kéo rướng anh chị mình nói, overnay mạnh quá, giải ngân liền. Đó, nó sẽ đánh vào cái tâm lý gọi là kích hoạt cái trạng thái FOMO mạnh hơn nữa. Đó, đoạn trước thì FOMO rồi, đúng không? Đoạn này thêm cay nữa, ai mà đứng ngoài nhịp trước thì nhịp này đâu đâu thể nào đứng ngoài nữa đâu anh chị. Đấy, thì thành ra trường hợp mà kéo rướng như thế này nè, là anh chị mình tuyệt đối không mua nha. Lưu ý về cái kịch bản này. Đấy, thì ở cái phiên giao dịch ngày hôm nay nó có một vài cái điểm lưu ý như thế để mà anh chị mình quan sát trong những cái phiên sắp tới ha. Cái trạng thái mà cứ gọi là điều chỉnh trong phiên rồi là cuối phiên lại rút chân á, nó cứ bài như thế á, là anh chị mình lưu ý trường hợp nếu mà vừa đi nó có đi sideways thêm tầm 2 đến 3 phiên nữa, thì em đánh giá là chúng ta nên canh và hạ dần cái tỷ trọng danh mục, đặc biệt là đối với những anh chị mà đang căng margin á. Cái đoạn này mình mua margin nhiều nè, thì càng lên cao chúng ta nên hạ cái phần margin đó, thu hẹp lại cái quy mô vốn, càng lên cao càng thu hẹp. Lưu ý nha, càng lên cao thì càng gió to, chứ mà bây giờ anh chị mình cứ giải ngân dồn dập, cổ phiếu tăng rồi tiếp tục là chúng ta mua margin nữa, thì cái vấn đề rủi ro nó rất là cao. Cái margin anh chị mình sử dụng nó thành công á, là anh chị mình phải tận dụng được cái thời điểm nha. Đó, ví dụ như mình mua thấp nè, đó, mình bán cao, đúng không? Mình có thể gia tăng tỷ trọng trong cái giai đoạn này, sử dụng margin. Còn lên trên này rồi, đạt một cái thành quả nhất định rồi, đúng không? Thì chúng ta có thể chốt dần là vừa. Đó, với lại ở cái nhịp hồi đầu tiên á, đây là cái nhịp hồi đầu tiên của thị trường nè, thì thành ra chúng ta không thể kỳ vọng một cái biên độ lợi nhuận quá lớn được anh chị. Đó, đừng kỳ vọng quá nhiều ha, mà thay vào đó là chúng ta nên có những cái hành động là mình quản trị rủi ro, quản trị cái tài khoản, và đặc biệt là bảo toàn lãi kiếm được ở trong giai đoạn vừa rồi. Đó là điều ưu tiên số 1, chứ không phải là tìm kiếm cơ hội trong cái giai đoạn này nữa. Anh chị mình lưu ý. Dạ rồi, thì đó là về cái xu hướng của thị trường, anh chị mình lưu ý ha. Còn cái yếu tố về dòng tiền trong cái giai đoạn này, thì anh chị mình thấy là ở phiên giao dịch ngày hôm qua, dòng tiền bắt đầu có xu hướng giải ngân ở những cái mã cổ phiếu mà nó không tăng ở nhịp hồi phục vừa rồi. Em lấy ví dụ như ngày hôm qua chúng ta có thủy sản hồi phục khá là tốt, đúng không? Nè, đó, một cái phiên bùng nổ về dòng tiền này. Đó, hoặc là hôm nay chúng ta có dòng cao su DRI nè, sau một cái khoảng thời gian đi ngang rất lâu thì hôm nay nó cũng bùng nổ. Hoặc là như VGT nè, đúng không? Cũng có sự đột biến và thanh khoản sau một cái quá trình đi ngang. Và hôm nay thì chúng ta có penny cũng tăng khá là tốt, ví dụ như Long Điền. Đấy. Thì anh chị mình cũng lưu ý là cái dòng tiền nó đang có xu hướng dịch chuyển qua những cái dòng cổ phiếu có thể gọi là yếu trong cái nhịp hồi phục vừa rồi. Thì đây cũng được xem là một cái tín hiệu tương đối rủi ro ở thời điểm hiện tại. Bởi vì những cái dòng cổ phiếu nó đã tăng quá nhiều á. Đó, ví dụ như là IDC đi chẳng hạn. Đấy, thì anh chị mình thấy nè, nó tăng bao nhiêu phần trăm? Hơn 50%. Đúng không? Hồi phục rất quyết liệt, thì thành ra là nó đã về tới những cái vùng quá mua rồi. Đó, nên là dòng tiền nó không thể nào mà nó tiếp tục là đẩy tiếp được, mà thay vào đó nó sẽ có những cái xu hướng trạng thái sideways như thế này, chỉnh lại cái đà tăng như thế này, đúng không? Hoặc là HBC này. Đó, anh chị mình thấy quá trình đi lên nó rất là cực không? Tăng chỉnh, tăng chỉnh, tăng chỉnh như thế này. Đó. Thì thành ra cái một khi mà cái dòng tiền nó đã chuyển hướng sang những cái dòng cổ phiếu mà mang cái yếu tố là không bền vững, anh chị mình thấy ha, ví dụ như thủy sản là chắc chắn là ai hỏi em có mua không là em không mua nha, mặc dù là tiền vào tốt nè. Đó,
khi một khi dòng tiền nó đã có xu hướng dịch chuyển qua những cái cổ phiếu mà nó không mang cái tính bền vững cho thị trường á, thì đây cũng là một cái điểm mà anh chị mình cực kỳ lưu ý nha. Đấy. Và anh chị mình cần đưa ra những cái mốc chặn lại phù hợp đối với cổ phiếu. Trường hợp cổ phiếu đã tăng quá nhiều so với nền giá thì chúng ta có thể chốt lãi 50%, hoặc là chúng ta đưa ra cái mốc chặn lãi phù hợp. Tuyệt đối là mình không nên mua những cái mã cổ phiếu nó đã tăng quá cao, ví dụ như KBC nè. Đó. KBC thì anh chị mình nên chờ cái trạng thái cổ phiếu nó siết cái nền mà nó có tín hiệu kỳ cung hơn nữa nha. Đó, ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa đạt về cái tiêu chí mua, có hàng thì vẫn nắm giữ, hoặc là một vài cái mã như VGC nè, hồi cũng rất tốt đúng không? Đó, tuy nhiên thì em cần cái yếu tố thanh khoản nó phải cạn kiệt hơn nữa anh chị nè. Anh chị thấy volume nó còn tương đối lớn so với những cái phiên trước đó đúng không? Trước cái quá trình đi lên anh chị mình thấy nè, tích lũy kỳ cung đánh lên nó sẽ an toàn hơn so với cái việc là tích lũy mà khối lượng lớn mang cái yếu tố rủi ro nhất định, cho thấy là vẫn còn những cái lượng đầu tư đeo bám, với lại cái lượng cung mắc kẹp trên này nó cũng còn tương đối nhiều, thì thành ra cổ phiếu nó cần thời gian nó tiêu hóa lại cái lượng cung này đấy. Dạ rồi, thì đó là một vài cái điểm lưu ý về thị trường chung cũng như là cái chiến lược. Xét về các dòng cổ phiếu thì như đầu video em có chia sẻ là nó cũng không có quá gì là nổi bật, nên thành ra em sẽ đi nhanh ở cái mục thứ hai này. Ví dụ như là dòng chứng khoán thì anh chị thấy là hôm nay vẫn tiếp tục duy trì cái đà tăng khá là tốt đúng không? Tuy nhiên là đang có những cái hiện tượng là kiệt về cái thanh khoản này. Thanh khoản nó không còn quá lớn so với những cái phiên trước đó nữa. Ví dụ như là HCM thì sao? HCM thì đang có chiều hướng ngược lại nha. Anh chị mình lưu ý là con HCM là cái con mà nó phát tín hiệu đi trước cho cái dòng chứng khoán ở nhịp đầu tiên luôn nè, hồi phục đầu tiên. Thì đây cũng có thể được xem là con chỉ báo nha. Trường hợp mà con này nó có những cái tín hiệu rủi ro, ví dụ bị bán với khối lượng lớn, hôm nay có rồi nè. Đó, thì ở những cái phiên sắp tới nếu mà nó duy trì cái đà mà giảm điểm với khối lượng lớn thì anh chị này chúng ta đang nắm cái dòng cổ phiếu thì em nghĩ có lãi thì nên chốt hoàn toàn. Cắt hết cái vị thế và chúng ta nên chờ cái trạng thái nó cân bằng lại rồi mình tham gia nó sẽ ok hơn. Đúng không? Ví dụ như hôm nay HCM bị bán khối lượng lớn nè, còn SSI thì nó duy trì tham chiếu khối lượng trung bình. Đó, thì thành ra cái trường hợp đối với SSI á, thì em nghĩ là anh chị có hàng mình vẫn tiếp tục nắm giữ được, và chúng ta sẽ chờ cho cái vận động cổ phiếu nó về tới những cái vùng 27. Vùng này sẽ là vùng cản ngắn hạn của cổ phiếu. Hiện tại xung lực của SSI á, thì em thấy nó vẫn chưa có gọi là tăng quá nhiều so với HCM giai đoạn vừa rồi. Đúng không? Nó mới có dòng tiền vào xác nhận đây. Đó, với lại là nó vẫn chưa có xuất hiện những cái tín hiệu rủi ro bị bán với khối lượng lớn. Đấy, thì thành ra là mình vẫn có thể nắm giữ và chờ thêm được. Ví dụ như hàng T3, ngày mai là hàng T3 của cái nhịp ngày 5 tháng 8 về nè, đúng không? Nhịp đẩy nền thứ hai nè, coi yếu tố hấp thụ nó tốt hay không. Trường hợp bị bán mạnh thì thôi, anh chị có lãi mình chốt hết luôn. Đấy, chờ cái trạng thái cân bằng mình vào sau, đúng không? Còn nếu hấp thụ ok thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ và quan sát được. Đó, thì đó là cái chiến lược ha. VCI cũng tăng rất tốt nè. Cổ phiếu này thì như em có chia sẻ, mình không có biết được cái target, chỉ là mình nắm đến khi nào mà cổ phiếu xuất hiện những cái nhịp rung lắc nhất định á, đúng không? Những cái nhịp như HCM trong cái phiên ngày hôm nay nè, đó thì lúc đó chúng ta sẽ canh chốt dần cái vị thế, hạ dần cái tỷ trọng nó sẽ ok hơn. Còn bây giờ nó đang trong cái đà tăng thì anh chị mình cứ để nó tăng thôi. Đó, bán ra thì mình sợ là bán bán sớm đúng không? Đó, mình sợ mất lãi. Nếu trường hợp ngày mai ngày mốt nó vẫn tiếp tục tăng thì cái cách mà em chia sẻ với anh chị mình á, để mà mình bán được, gọi là không phải là bán được vùng đỉnh nhưng mà cũng gọi là được bán giá cao đó, thì anh chị mình lưu ý những cái tín hiệu như thế nha. Trường hợp anh chị nào mà chưa hiểu cái việc bán sao cho nó tối ưu nhất thì anh chị có thể liên hệ với em qua số Zalo 0345 548 188 để mà em hỗ trợ tư vấn được một cách nó tốt nhất. Tiếp theo thì chúng ta đi qua dòng ngân hàng, thì hôm nay anh chị mình thấy có VBank sáng nay tăng khá tốt đúng không? Đấy, tuy nhiên thì cuối phiên nó lại bị hạ nhiệt một chút. Bản thân thì hôm nay VBank cũng tiếp tục có những cái tín hiệu khá là tốt về dòng tiền nè, đúng không? Có những cái yếu tố dòng tiền về,
những cái vùng kháng cự. Tuy nhiên thì cái yếu tố dòng tiền nó chưa được quyết liệt. Đó, với lại lượng cung này cũng tương đối nhiều thì thành ra con này hạ nhiệt nó là điều rất là bình thường. Ngày mai nó em đánh giá là con này nó cần phải tạo một cái biên quanh mắc 30 nè. Hồi hôm video cuối tuần em có chia sẻ với anh chị mình rồi đúng không? Trước cái xung lực mà để nó vượt cái vùng kháng cự này thì nó cần tạo cái biên tích lũy. Đó thì hôm nay là phiên break không thành công thì khả năng ngày mai nó sẽ có một cái phiên rung lắc. Đó, bản chất là không xấu đâu anh chị, đây là những cái vận động rất là bình thường. Cổ phiếu cần tạo đà thì nó mới tiếp tục tăng được. Nên là anh chị nào có VPBank thì em nghĩ mình cứ nắm thôi. Bản chất dòng ngân hàng thì mình nắm lâu một chút vẫn được nhé. Rồi có ACB. ACB thì bo cung đúng không? Trời, thật sự đánh rất bo cung luôn. Nhìn chung là con này có hàng thì giữ, xu hướng đang ra rất là tốt, không có vấn đề gì xấu đâu mà chúng ta bán ra cả, lưu ý nha. Đó, MB là neo quanh cái vùng kháng cự là chính thôi, thì cần một cái biên tá tích lũy lại để vượt vùng 28 này, đúng không? Có hàng vẫn tiếp tục nắm giữ. Là như Techcombank, Techcombank thứ 6 có sự đột biến về dòng tiền, hôm nay là một phiên test lại nè, rất là bình thường của cổ phiếu. Đó, thì như VPBank cũng như thế anh chị. Ví dụ như VPBank hôm nay nó break không thành công, đúng không? Nếu mà thành công thì nó phải đóng cửa cao nhất phiên. Còn nếu mà nó bị bán ngược tục cái đầu xuống như thế này thì ngày mai nó có một phiên điều chỉnh bình thường nha, lưu ý. Có hàng tiếp tục nắm giữ thôi. HD Bank thì em nghĩ là cái xu hướng nó đang có những cái vận động quay về cái vùng giá 26 nè, cũng là cái vùng kháng cự ngắn của cổ phiếu. Nên là anh chị có HD Bank thì mình cứ tiếp tục nắm giữ nha, và canh. Ai bị mắc kẹt trên này canh bán hồi vốn được. Còn có lãi thì canh chốt ngắn thì quanh mốc giá 26 này. Đó, thì đó là đối với dòng ngân hàng. Hôm nay chúng ta có dòng thép là HPG, nó đang duy trì cái thanh khoản khá là tốt cho thị trường, cũng như là giữ được cái xu hướng tăng điểm cho VN. Đó, chứ bản chất anh chị mình thấy cái dòng cổ phiếu nó không có những cái sự biến động quá lớn. Ví dụ như HPG ngày hôm nay nè, khối lượng tăng nhưng giá thì không tăng nhiều. Đó, thì thành ra đối với HPG cái vận động nó sẽ tương đối chậm hơn. Em nghĩ là khả năng nó sẽ tích lũy quanh cái mốc 24 này một vài phiên. Đó, rồi sau đó nó sẽ tiếp tục duy trì cái đà về 26. Bởi vì là do trước đó cổ phiếu nó đã có những cái sự xác nhận về dòng tiền rồi nè, thì thành ra là cái áp lực điều chỉnh mạnh trong cái giai đoạn này em đánh giá nó sẽ khó. Con này nó cũng là cái con mà nó tăng ít nhất khi mà VN hồi phục nữa. Nên thành ra anh chị tham gia HPG nó sẽ có những cái yếu tố nó an toàn hơn, đúng không? Nhìn sang Nam Kim thì sao? Nam Kim hôm qua tăng tốt, hôm nay phiên neo giữ. Đó, thì nhìn chung là đối với các dao động mà nó tương đối dè chừng như thế này thì anh chị mình cần phải cho cổ phiếu nó cân bằng lại. Tính từ cái vùng giá đáy ngắn hạn của cổ phiếu ha, thì con này cũng hồi phục được hơn 20%. Chỉ có mấy phiên thôi, 2, 4, 6, 8, 9 phiên. Tương đối nhiều quá nha anh chị. Đó, nên là anh chị nào có lãi thì mình cân nhắc có thể chốt 1/3 cho nó an toàn, đúng không? Đút lãi vô túi nó là an toàn nhất anh chị. Ít nhiều gì chốt ít cho nó gọi là lấy ví ha. HSG. HSG thì hôm nay rung lắc, khối lượng bán cũng tương đối, đúng không? Đó, thì nhìn chung á, trường hợp mà nó neo quanh 20 như thế này nè. Đó, thì anh chị mình lưu ý, neo quanh 20 thì nó sẽ tạo một cái đà để mà nó tiến về những cái vùng giá 24 nha. Còn nếu mà nó không neo được quanh 20 mà nó có xu hướng lại xuống này, mà cái khối lượng nó cao á, thì thôi anh chị nào có lại thì mình cứ chốt nha. Ví dụ như nếu mà là em nha, nếu mà em tham gia được cổ phiếu ở quanh cái vùng dưới 17 này thì lên tới đây em chắc chắn sẽ chốt 50% nè, 70% luôn á. Đó, bởi vì dù sao mình cũng đã lãi được một cái biên hơn 20% trong ngắn hạn rồi. Đó, đây là một cái biên độ rất nhiều anh chị ha. Chắc chắn là nó sẽ gặp cái áp lực chốt lãi đến từ phía nhà đầu tư họ tham gia dưới này, đúng không? Chỉ khi nào mà tổ chức họ chấp nhận họ mua lại những cái lượng hàng chốt lãi á, trên cái vùng cao này thì cái dư địa phía sau nó sẽ tiềm năng hơn. Còn nếu mà không có lực đỡ, không có cầu đỡ thì nó sẽ giảm về. Thì thành ra trường hợp mà anh chị nào không chốt ở vùng trên cao mà đợi nó giảm về rồi mình bán á, thì thành ra mình sẽ bị mất lãi. Đó, đó là cái việc mà em cân nhắc anh chị mình nên chốt 1/2, cái vị thế nó sẽ ok hơn. Lưu ý ha, đó là đối với dòng thép. Dòng phân bón hôm nay có DGC nè, cân bằng đáy 2, 4, 6 phiên hôm nay hồi rất là tốt. Nhưng mà hồi về kháng cự thì cũng bị tụt cái đầu. Đó, anh chị đã biết nguyên lý là hôm nay chúng ta bán ít rồi nè, đúng
đúng không? Nếu ai có hàng ha. Bow thì hôm nay bow nail quanh 14 khá là tốt và nail rung lắc con này nó vẫn nail, nên là anh chị nào có hàng thì mình cứ tiếp tục nắm thôi. Bản thân là cổ phiếu này hàng trôi nổi nó nhiều nên cái việc anh chị mình đòi hỏi cổ phiếu nó tăng nhanh là rất là khó ha. Mình coi ngày mai cái yếu tố hấp thụ hàng T cộng của cái phiên bùng nổ thanh khoản này nó có tốt hay không thì lúc đó em sẽ hướng dẫn xử lý. Bản chất thì mình vẫn đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu này quanh cái mốc giá 13.5 là giá vốn của mình. Vẫn đang có những cái khoản lãi nhất định, tuy không nhiều nhưng là vẫn có. Đối với bow thì như vậy nó khá là ok. Đó, anh chị mình cứ tiếp tục nắm ha, vận động cổ phiếu không có gì gọi là quá xấu. Dạ rồi, thì đó là một số cái chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay. Mình sẽ hướng về cái việc là cái xu hướng của thị trường nè, những cái điều anh chị mình cần lưu ý, quan sát qua từng phiên giao dịch, và ni chúng ta nó cho tín hiệu, và ni của chúng ta cho tín hiệu gì để mà chúng ta cẩn trọng hơn với thị trường. Thì trong giai đoạn này mình sẽ đưa vào cái trạng thái là phòng thủ hơn là tấn công. Lưu ý anh chị nha, phòng thủ hơn tấn công, tức là đừng có quá say máu vào cái việc mua trong cái giai đoạn này nữa, lưu ý nhé. Rồi thì cũng xin cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay, và hẹn gặp anh chị mình ở những cái video tiếp theo.